Thưa quý vị, để kịp thời đáp ứng nhu cầu thực phẩm của các hộ gia đình trên địa bàn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, chiều nay, quận Cẩm Lệ tổ chức điểm bán hàng lưu động tại khu vực chợ Hòa An. Đề nghị bà con là giữ cái khoảng cách và sẽ thứ tự từng người một lấy để mua hàng để cho đảm bảo trong cái công tác phòng chống dịch. Điểm bán lưu động này được quận Cẩm Lệ điều phối 6 tấn hàng thực phẩm gồm thịt, cá, thủy sản cùng các loại rau, củ quả với bảng niêm yết giá công khai, cung ứng cho 84 tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa An. Đây cũng là điểm bán hàng lưu động đầu tiên được tổ chức trên địa bàn quận. Đại diện các ban điều hành địa phương khi đến mua đều phải thực hiện giãn cách, trang bị bảo hộ phòng chống dịch. Đến đây để mua những thực phẩm cần thiết cho những hộ dân ở trong tổ như rau, thịt, cá, rau quả và các loại thì đầy đủ. Để đảm bảo hàng hóa đến với người dân được nhanh chóng, quận Cẩm Lệ đã lên phương án cụ thể cho phường trong việc ghi đơn, nhận hàng, trả hàng và thanh toán. Thì chúng tôi đã thông báo cho ban điều hành khu dân cư, thông báo đến người dân và hiện nay là người dân đã đặt hàng qua cái ban điều hành này. Và ban điều hành tổ dân phố đã lên trực tiếp và theo đơn hàng của người dân thì chúng tôi bán lại cho người ban điều hành khu dân cư về phân phối lại cho người dân trong cái tổ dân phố của người ta. Như vậy là đảm bảo về công tác phòng chống dịch mà người dân không phải đi ra đường. Ngoài điểm bán hàng lưu động này, quận Cẩm Lệ sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều mô hình phân phối thực phẩm, đặc biệt là kết nối tiêu thụ những nông sản của nông dân trên địa bàn sản xuất được, đảm bảo người dân trên địa bàn quận không thiếu thực phẩm, an tâm thực hiện giãn cách xã hội.